Hiển nhiên là khi chúng ta có nhiều hơn một brand thì cái phương pháp quản lý của một gia đình các thương hiệu family of brands nó phải đòi hỏi chúng tôi phải tự nâng cấp chính mình hơn, bởi vì nó không hoàn toàn là mỗi brand là một brand độc lập mà nó phải vẫn có cái gen chung của gia đình VNJ, và như vậy chúng tôi có thể tạo ra được tính cộng hưởng thông qua những cái gen chung của VNJ về câu chuyện của sự tin cậy. Chúng tôi sẽ có cái brand chung của sự tinh tế, nhưng mỗi brand của cái trust dành cho người trẻ thì phải có những cái cá tính của người trẻ. Sự tin cậy và tinh tế đó dành cho những khách hàng trung niên thì nó lại mang một màu sắc khác. Và như vậy bài toán đó đòi hỏi cái sự phối hợp, sự cộng hưởng. Một mặt vẫn phải kỷ luật để chúng tôi giữ được những cái nét chung, một mặt khác chúng tôi cũng phải luôn luôn tạo ra được sự khác biệt. Không thôi nó sẽ dẫn tới câu chuyện là có nhiều brand nhưng mà thực tế ra nó lại một màu. Và như vậy mục tiêu nhiều brand cũng không đạt được. Và một câu chuyện tiếp theo nữa đó là vận hành của marketing. Nếu như trước đây thì mỗi brand sẽ hoạt động độc lập, nhưng mà câu chuyện chúng ta thấy câu chuyện của thời đại ngày hôm nay, về câu chuyện của social, về câu chuyện của analytics, về câu chuyện customer insight, đều là những thứ mà làm sao để chúng tôi có thể tận dụng được cái tính synergy. Bởi vì các social network, các cái kênh tương tác với khách hàng thì không thể là chúng tôi gắn hệ thống cảm biến riêng cho mỗi brand rồi lại xử lý riêng, thì như vậy chi phí của chúng tôi sẽ tăng lên rất nhiều lần. Còn việc chúng tôi phải làm sao để trên cùng một kênh đó chúng tôi bắt được nhiều thông tin, nhưng các thông tin đó sẽ được chắt lọc đẩy về các group khác nhau, rồi sau đó được tổng hợp và phân tích ở các group khác nhau đó.